Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình, thành phố Hội An đề nghị tập trung giải quyết tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết các kiến nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An tập trung chỉ đạo giải quyết các tồn tại vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị Cồn Tiến theo thẩm quyền đúng quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng với Sở Tài chính, cơ quan thường trực, Hội đồng thẩm định giá đất, các sở ngành địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết các nội dung liên quan đến việc xác định giá đất khu đô thị Cồn Tiến. Đồng thời rà soát, thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc khắc phục các vi phạm, khuyết điểm về giá đất tại khu đô thị Đồng Nà, khu đô thị Võng Nhi. Cùng với đó, nghiên cứu tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại dự án khu đô thị Võng Nhi và khu đô thị Đồng Nà. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình, các sở ngành liên quan xem xét tham mưu Ủy ban Nhân dân chỉ đạo giải quyết các vướng mắc tại dự án khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương. Đồng thời hướng dẫn Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất thực hiện chủ trương đầu tư để kêu gọi tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã Bình Dương đã được Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình phê duyệt và quy hoạch xây dựng vùng huyện Thăng Bình đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Trước đó, Tập đoàn Đạt Phương đã có đơn kiến nghị gửi đến tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giải quyết các vướng mắc tồn tại ở các dự án mà doanh nghiệp triển khai trên địa bàn tỉnh. Theo Tập đoàn Đạt Phương, doanh nghiệp đã tham gia xây dựng nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như cầu Cửa Đại, cầu Ông Điền, nút giao Trường Hải, tuyến đường 129, kè chống xói lở biển Cửa Đại. Ngoài ra, Tập đoàn Đạt Phương còn đầu tư nhiều dự án có quy mô lớn như thủy điện sông Bung 6, cầu Đế Võng, khu đô thị Võng Nhi, khu đô thị Đồng Nà, khu đô thị Cồn Tiến, khách sạn quốc tế 5 sao Casamia, khu nghỉ dưỡng Bình Dương với tổng mức đầu tư các dự án hơn 6.300 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân gần 4.800 tỷ đồng. Trung bình giai đoạn từ năm 2018 đến 2022, công ty đã đóng góp vào ngân sách tỉnh Quảng Nam hơn 160 tỷ đồng trên năm, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các dự án đầu tư, doanh nghiệp đang gặp phải những vướng mắc mà chưa được tháo gỡ tại 3 dự án. Cụ thể, đối với dự án khu đô thị Cồn Tiến, thành phố Hội An, Tập đoàn Đạt Phương đề nghị tỉnh sớm bàn giao mặt bằng, sớm xác định giá đất để hoàn thành dự án theo tiến độ được gia hạn tới cuối năm 2024. Với dự án khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương, huyện Thăng Bình, Tập đoàn Đạt Phương đã bỏ ra hơn 254 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng 127,29 ha trên 154 ha, tương đương 83%. Tuy nhiên, quá trình triển khai, dự án này được đưa ra khỏi danh mục hoàn trả cho dự án BT cầu Đế Võng. Theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Tập đoàn Đạt Phương đã đồng thuận hoàn trả dự án từ năm 2021. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 2 năm kể từ ngày thu hồi dự án, tỉnh Quảng Nam vẫn chưa có chủ trương định hướng giải quyết phần chi phí mà nhà đầu tư đã bỏ ra trong nhiều năm qua. Điều này khiến doanh nghiệp gặp khó khăn về áp lực tài chính và ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh. Riêng dự án khu đô thị Võng Nhi và khu đô thị Đồng Nà, thành phố Hội An, cả hai dự án đã được Tập đoàn Đạt Phương hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng lần lượt từ năm 2019 đến 2021. Đối với hai dự án này, công ty đã hoàn thành các thủ tục và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay còn khoảng 20% người mua nhà của dự án chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà. Doanh nghiệp cho biết thêm, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận hồ sơ nhưng không giải quyết và đưa ra các lý do không có cơ sở pháp lý cụ thể, gây hiểu lầm và bức xúc cho người dân, khách hàng sở hữu nhà ở tại hai dự án và tiềm ẩn nguy cơ khiếu kiện của người dân với chủ đầu tư dự án. Tập đoàn Đạt Phương nêu rõ, những khó khăn vướng mắc nêu trên trong giai đoạn vừa qua đã gây ra rất nhiều khó khăn, hệ lụy cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chúng tôi. Việc kéo dài có nguy cơ gây đổ vỡ và phá sản doanh nghiệp do bị đóng băng về dòng tiền. Chính vì vậy, chúng tôi khẩn thiết kính mong các cơ quan ban ngành sớm tập trung chỉ đạo, xem xét các đề xuất, tháo gỡ những vướng mắc để doanh nghiệp có thể quay trở lại ổn định sản xuất, yên tâm đầu tư kinh doanh lâu dài trên địa bàn tỉnh.